ảnh chụp vô tình trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa gây bão, thành công hóa ra không bao giờ là ngẫu nhiên. Chỉ một bức ảnh mờ nhòe cũng cho thấy tinh thần học tập phi thường của những người xuất chúng. Đại học Thanh Hoa là một trong hai cơ sở giáo dục đại học chất lượng nhất không chỉ ở Trung Quốc, bên cạnh Đại học Bắc Kinh. Chỉ có những học sinh xuất sắc nhất toàn tỉnh, toàn thành phố mới có cơ hội chen chân vào ngôi trường danh giá này. Sinh viên ở đây đều là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng sau khi họ được nhận vào Thanh Hoa, một hành trình nỗ lực mới của họ dường như lại vừa bắt đầu. Để chứng minh cho điều này, mới đây, một bức ảnh được chụp vội trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa đã được lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội. Dù hình ảnh có vẻ như đã chụp cách đây một thời gian, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến sự cảm thán của cư dân mạng. Xuất hiện trong ảnh là một nhóm sinh viên Thanh Hoa đang đạp xe trong khuôn viên trường, nổi bật nhất phải kể đến một sinh viên một tay điều khiển xe, một tay giữ laptop, trên màn hình máy tính hiện những phông chữ khó hiểu. Bức ảnh này được đăng lên mạng khiến người ta không khỏi bất ngờ trước việc học bất chấp mọi lúc mọi nơi của sinh viên Thanh Hoa. Một số người cho rằng đây chỉ là ảnh dàn dựng, việc học khi đang ngồi trên xe đạp không những nguy hiểm mà còn kém hiệu quả, mang tính hình thức. Nhưng cũng có người cho rằng đây là hình ảnh thực tế và trí tưởng tượng của mọi người về những sinh viên Thanh Hoa còn quá hạn hẹp mà thôi. Thanh Hoa là Thanh Hoa, tinh thần học đường ở đây khác với những trường khác, học sinh chăm chỉ như thế này là lẽ thường tình. Sau đó, chính nhân vật chính được dân mạng gọi là thần xe đạp trong bức ảnh đã lên tiếng phản hồi. Nam sinh cho biết, tình huống khi bức ảnh này được chụp là một tình huống đặc biệt. Lúc đó chương trình trong máy tính đang trong quá trình tải, nếu tôi đóng máy tính lại thì sẽ bị dừng lại. Không có việc dàn dựng, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên thực tế, dù có phải như dư luận nghĩ hay không thì có thể thấy rõ sự tập trung của thần xe đạp này khi vẫn không từ bỏ việc chạy chương trình mình viết, ngay cả khi đang đạp xe khiến người ta phải kinh ngạc. Tại Đại học Thanh Hoa, việc thấy sinh viên học từ mới tiếng Anh trong khi ăn, vừa học vừa làm bài tập đến thâu đêm suốt sáng là chuyện bình thường. Với sự chăm chỉ, tính tự giác và nỗ lực phi thường đến như vậy, việc họ thành công là chuyện hiển nhiên, chứ không hề là đu may mắn ngẫu nhiên. Nguồn: Thâu Thao. Người đưa tin.org